Ông Hành tôi gặp buổi chiều không chưa? Cháu mông cháu đi đi. Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương. Nào, quách tĩnh lên nào.
tính này hiệp u này ăn thịt ngưu mà vườn tôi là bắt to nữa thì người ta cứ bảo là ăn đâu mỗi nó lòi ra thì mình cứ cắt nhưng mà mình ăn nó lòi ra tôi đã nghĩ em nghĩ cắt những thứ để mà mình lại đấy cắt đâu ăn nó lòi ra nhiều hơn thôi được rồi đừng ghê quá đi khác ngại. Điều mà vượng ngon đâu ngon thằng em thôi được rồi đây quả bóc luôn đàn thôi rồi ngon quá các bạn ơi ngài vô đi chàng đây đây ngon quá các bạn ơi không chua đâu mình nhầm thử thế đấy đấy là thịt uống con yếu quá này xin chào tất cả mọi người nha mọi người anh em tôi đừng quên nhớ like đăng ký kênh cho anh em của tôi nhé tôi dùng bữa đây mọi người hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like và đăng ký kênh cho anh em chúng tôi 1 2 3 ẩm thực đoàn kết.